Ok, trận đấu bắt đầu. Điểm không đều, tỷ số không đều. Một pha đập cầu rất hay của Long Phèn. Ok, một pha đánh cầu lỗi rất đáng tiếc của Long Phèn. Điểm san bằng một đều cho Trung Võ. Lô Phạm Chí, hello Vũ Trần Thảo Nghi, hello Ngô Chí Dung. Giải Lai Linh tranh cúp Hà Nội mở rộng anh ơi. Giải Hà Nội mở rộng tranh cúp Lai Linh. Hello Mạnh Phạm, hello Đỗ Hiếu, hello Công Đức Nguyễn. Vẫn còn. Rồi một pha đập cầu chéo sân rất hiểm hóc của Long Phèn. Điểm 2-1. Hello anh Việt, hello Phạm Khắc Lộc. Ok, cảm ơn Phạm Khắc Lộc đã có lời chào gửi đến Hùng. Hello Hiếu Vinh, hello Kim Thảo. Hello Hiếu Ken. Mọi người hãy đến ngay với sân nhà thi đấu Hoài Đức để đón xem những trận đấu vô cùng kịch tính của giải cầu lông Hà Nội mở rộng tranh cúp Lai Linh. Trước mặt các bạn đây đang là trận đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn ở nội dung đơn nam. Nội dung đơn nam giữa Long Phèn đến từ Thái Nguyên và Trung Võ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trung Võ đã phải di chuyển một đoạn đường khá xa để đến với Hà Nội tham gia giải đấu này. Tuy nhiên rất tiếc là anh đã phải gặp một đối thủ rất xứng tầm, đó là Long Phèn, một trong những vận động viên hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên. Rất bình tĩnh, hai vận động viên rất uyển chuyển. Một pha xử lý cầu lỗi của Trung Võ tiếp rồi, trong khi Long Phèn đang thể hiện một phong độ hết sức phong độ. Hello Thùy Linh, hello anh Trần Linh, hello Panda Mai. Nhà thi đấu Hoài Đức, đúng rồi em ơi, không phải Trịnh Hoài Đức nha, mà là Hoài Đức nha. Và một pha đập cầu, Hùng cảm giác là nó không mạnh lắm, tuy nhiên điểm nó là điểm chết, không thể đỡ được. Hello Minh Hoàng, Đức Minh. Có lẽ là Trung Võ chưa vào tay nên hiện tại anh đang bị dẫn điểm với khoảng cách 3 điểm. Vâng, một pha đánh cầu rất xuất sắc của Long Phèn, điểm 6-2, khoảng cách đã là 4 điểm rồi. Hello Minh Hoàng, Đức Minh, hello Diễm Hương, hello Phương Kim Tuấn Anh, hello Tô Hiếu. Mọi người hãy giúp Hùng dành 1-2 phút giúp Hùng chia sẻ livestream này lên chợ cầu lông được không ạ? Để nhiều người xem hơn. Vâng, vẫn cản phá được. Rất khéo léo. Rất khéo léo. Rất tiếc một pha cầu non ngay sau đó, Long Phèn di chuyển rất nhanh và dứt điểm. Điểm đã là 7-2 rồi. Mai ngày kia, ok anh Dũng ơi, hello, ok, xin chào Phương Kim Tuấn Anh nhá. Hello anh Liêm Bùi. Chào mừng các bạn đến với giải cầu lông Hà Nội mở rộng tranh cúp Lai Linh, quy tụ những vận động viên hàng đầu của cầu lông phong trào cũng như các vận động viên trong đội tuyển trẻ của quốc gia Việt Nam. Hai vận động viên rất khéo léo. Rất khéo léo các bạn. Ok, xin chào anh sẽ về. Cảm ơn bạn đã vẫy tay với Hùng. Vâng, một pha chém cầu rất hay, rất sát lưới của Long Phèn. Khoảng cách lại được lấy rộng rồi. Điểm 8-2 cho Long Phèn. Hello Nguyễn Văn Kiêm, hello Hoàng Linh, hello Ly Mắm. Mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ cái live stream này lên chợ cầu lông được không ạ? Hãy giúp Hùng chia sẻ những trận đấu hay lên chợ cầu lông để Hùng có động lực để live stream những trận đấu tiếp theo. 15 phút trước thì Hùng còn đang ở nhà ngủ cơ. Ngay sau khi vận động viên Vũ Văn Thiết gọi điện bảo Hùng đến live stream thì ngay lập tức Hùng phi dậy khỏi giường và lao xuống nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức với khoảng cách gần 10 km chỉ trong vòng khoảng 15-20 phút. Hiện tại thì cũng chưa đánh răng rửa mặt và cũng chưa ăn sáng gì. Các vận động viên rất khéo léo. Lại là một pha đánh cầu không chính xác của Trung Võ. Điểm đã là 9-3 rồi, khoảng cách là 6 điểm. Ok, cảm ơn Nguyễn Tuấn Huy đã có lời động viên gửi đến bạn nhá. Hello Lưu Nghĩa, hello Hứa Đức Trung. Tuấn Huy, hãy giúp Hùng, hãy giúp Hùng chia sẻ live stream này lên chợ cầu lông bạn ơi. Ok, anh Đỗ Thái, đây là giải cầu lông Hà Nội mở rộng tranh cúp Lai Linh, một giải đấu cực kỳ mạnh, quy tụ những vận động viên hàng đầu. Hello Nguyễn Thành, hello Huỳnh Huy, hello Mai Tùng Linh. Toàn những gương mặt quen thuộc. Cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi live stream và ủng hộ Hùng. Mọi người hãy có thể giúp Hùng chia sẻ live stream này lên chợ cầu lông, lên lòng thời gian của mình được không? Có vẻ những... Vâng, Trung Võ vẫn rất bình tĩnh.
cơ hội là không còn cho Long Phèn trong tình huống xử lý cầu lỗi vừa rồi. Điểm rút ngắn xuống còn 4-10. Hello anh Hiến Vũ, hello Trịnh Xuân Sport, hello Linh Nguyễn, hello Song Vũ. Ok, cảm ơn Song Vũ đã có bình luận, và có lời khen gửi đến Hùng. Rất mong là bạn có thể giúp Hùng chia sẻ livestream này đi. Hello anh Vũ Long Hà. Điểm bao nhiêu rồi đây? Điểm đang là 4-10. Long Phèn đang dẫn với tỷ số 4-10. Ok em, cảm ơn anh Mạnh Phạm. Cảm ơn anh Mạnh Phạm rất nhiều. Anh Mạnh Phạm là một chủ shop cầu lông ở Hòa Bình. Nếu các bạn có nhu cầu, mua đồ thể thao, đồ cầu lông thì hãy liên hệ anh Mạnh Phạm ngay. Anh Mạnh Phạm đến từ Hòa Bình. Hello anh sẽ về. Em không đánh giải này anh ơi, nhưng đồng đội của em toàn anh em của em đánh. Chúng nó đánh giải, chúng nó có bảo em đâu nên em không biết, chưa chính ra cũng đánh tí cho vui. Hello Đức Lắc Kỳ, hello anh Tuấn Anh Trần. Hello Nguyễn Hồng Khởi Nghiệp, hello Đặng Xuân Thắng, hello Phạm Khắc Lộc. Ok, cảm ơn anh Phạm Khắc Lộc rất nhiều. Hello Trương Bách Phương Lam, đây là giải cầu lông Hà Nội mở rộng tranh cúp Lai Linh nhé bạn ơi. Vẫn rất lì lợm và một pha bấm cầu rất hay của Long Phèn, tuy nhiên cầu ra ngoài một xíu, rất đáng tiếc. Hello, xin chào tất cả mọi người, nhiều người chào Hùng quá. Cảm ơn tất cả mọi người. Rất vui vì những cố gắng, những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng. Mọi người hãy tiếp tục giúp Hùng chia sẻ livestream này đi. Tí nữa Hùng có động lực. Và một vô cầu rất kỹ thuật của Long Phèn. Cắm ngay ở trên vạch phát cầu. Hello Mai Hương. Ok, Nguyễn Hồng Khởi Nghiệp năm sau ra ngoài này đánh giải nha em ơi. Ở Hà Nội liên tục có rất nhiều giải đấu cho chúng ta thử sức và phát triển tài năng của mình. Đội động viên Trung Võ vẫn rất khéo léo. Long Phèn cũng vâng, những pha dứt điểm cực kỳ khó chịu và hiểm hóc. Hello Ngô Hùng Trang không tham gia giải này hả? Em Trang. Hello anh Giang Lít, một trong những vận động viên hàng đầu của cầu lông Bắc Cạn, Bắc Cạn. Trung Võ bét đơn Sài Gòn nhưng đang bị dẫn với điểm số 12-5 hay 13-5 đây. Ok, team mình lại gặp nhau hả? Hello Thắng Trần, hello Quang, hello Bửu Cương. Vâng, vừa rồi thì các vận động viên trong team của Sport Hùng Badminton Team, toàn anh em của mình thôi. Trong team của mình thì vừa nói là chiều nay hai đứa sẽ gặp nhau. Rất đáng tiếc là hai người cùng đội lại gặp nhau ở vòng ngoài. Chiều nay không biết có nên livestream trận người nhà gặp người nhà không. Hello anh Hiếu Sung Trần, hello anh Hưng. Ok, cảm ơn anh Hưng đã có lời chào gửi đến em. Hello Phan Hồng Nguyên Kha. Vivo năm học khó tham gia quá anh ơi. Ok Phạm Hồng Nguyễn Kha. Vâng, lại là một pha chém cầu rất điểm học, rất khó của Long Phèn. Hùng sẽ ra kia xem điểm số một chút. Ok, điểm 15-5. Long Phèn đang dẫn 15-5. Trung Võ trong những phút thi đấu vừa rồi có lẽ anh chưa quen sân. Có lẽ anh chưa quen sân và cũng chưa thực sự khởi động tốt. Theo ông quan sát thì Trung Võ trong quá trình trên khán đài thì anh rất lười khởi động. Ngược lại thì Long Phèn trước trận đấu này anh biết rằng đối thủ của mình rất mạnh và anh đã khởi động trước nửa tiếng đồng hồ rồi. Hello Châu Dương, hello Phạm Hồng Nguyên Kha. Ok, cảm ơn Phạm Hồng Nguyên Kha. Chào nhau từ nãy rồi. Phạm Hồng Nguyên Kha hãy giúp mình chia sẻ livestream này lên triệu cầu lông được không ạ? Xin chào Huy Mai, xin chào Hoàng Văn Phạm. Chào mừng các bạn đến với livestream của Hùng. Trận đấu cực kỳ hay và hấp dẫn ở nội dung đơn nam giải cầu lông Hà Nội mở rộng tranh cúp Lai Linh lần thứ 2 năm 2018. Hiện tại thì Long Phèn của Thái Nguyên đang dẫn trước Trung Võ của thành phố Hồ Chí Minh với điểm số là 15-7. Trong tình huống vừa rồi cầu ngoài sân. Trong sân, và trọng tài bắt cầu trong sân. Điểm rút ngắn xuống còn 8-15 cho Trung Võ. Hello Quốc Học, hello Đào Giang Ngọc.
Quốc Học đang gặp phải chấn thương nên không thể tham gia trận đấu này. Quốc Học là cũng một trong những vận động viên đơn nam trẻ hàng đầu của Đại học Sư phạm, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Gần đây thì anh đã xuất sắc giành giải nhì nội dung nâng cao ở báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Vâng, Long Phèn Múa rất khéo léo. Hello Hoàng Nguyễn Trần, hello Trương Quốc, hello Quang Trường. Ok, tất cả các giải cầu lông ở Hà Nội đều không mất vé nhá. Chưa từng có cái thể loại giải cầu lông là mất vé cả bạn. Yên tâm là cứ thích là ra xem thôi. Quang Trường hãy ra ngay nhà thi đấu huyện Hoài Đức để xem những trận đấu rất hay, rất kịch tính, và có lẽ bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều, cũng như là tinh thần tập luyện của các bạn sau khi đi xem các giải đấu này chắc chắn sẽ lên. Quá khéo léo thực sự luôn. Trong tình huống xử lý vừa rồi, Long Phèn có cảm giác cực kỳ tốt. Anh xứng đáng giành điểm trong tình huống cầu vừa rồi. Hello Trọng Nghĩa, hello Trịnh Viết Tuyền, hello Tô Canh Thiều. Những người xem rất quen thuộc, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã thường xuyên theo dõi live stream và ủng hộ Hùng. Hiện tại thì Trung Võ đang bị dẫn điểm với tỷ số khá sâu, khoảng cách là gần chục điểm cơ. Nhưng anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Trung Võ là, xin giới thiệu với các bạn, Trung Võ là một trong những vận động viên phong trào đơn nam hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh. Vận động viên cầu lông phong trào đơn nam hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do sân bãi cũng như là sự khởi động và tập trung chưa được tốt nên anh đang bị dẫn với điểm số rất sâu trước vận động viên Long Phèn đến từ Thái Nguyên, cũng là một trong những vận động viên hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên. Hello Trần Ngọc Trang, ok, cảm ơn Trần Ngọc Trang đã có lời chào gửi đến hôm. Hello Khánh Huyền Nguyễn, ok, toàn những cô gái xinh đẹp thôi. Cần nâng chất lượng live stream nhưng anh không biết làm thế nào để nâng chất lượng live stream cả. Rất tiếc trong tình huống vừa rồi Trung Võ đã vồ cầu ra ngoài mất rồi. Thực sự rất đáng tiếc. Để có những tình huống như thế không phải đơn giản. Lại là một pha xử lý cầu lỗi của Trung Võ. Anh định buông xét 1 này hay sao? Không biết giải này đánh 3 xét hay 1 xét đây. Có lẽ là 3 xét. Bởi vậy mà Trung Võ có vẻ đang tập trung, không tập trung và đang buông xuôi ở xét này thì phải. Long Phèn cũng, các bạn hãy xem đi. Những bước di chuyển và những pha xử lý cầu rất hay. Hello Trọng Vĩ, hello Dũng Lê, hello Mạnh Phạm. Chuẩn rồi anh ơi, chính là Trung Võ đấy đấy anh ơi. Chính xác anh Mạnh Phạm ơi. Một trong những vận động viên đơn nam phong trào hàng đầu ở thành phố Hồ Chí Minh. Ok, nhiều người chào Hùng quá, Hùng chưa kịp nhìn màn hình, nó trôi mất rồi. Bây giờ Hùng sẽ chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã có những lời chào gửi đến Hùng. Hãy tiếp tục giúp Hùng chia sẻ live stream và lên chợ cầu lông được không mọi người ơi? Để nhiều người có thể xem được những trận đấu hay. Và càng nhiều người xem thì Hùng sẽ càng có động lực để live stream những trận đấu tiếp theo. Vừa rồi thì Hùng đã phải di chuyển khoảng 10 km trong vòng 15-20 phút để đến với sân nhà thi đấu. Hiện tại chưa đánh răng rửa mặt và cũng chưa ăn sáng gì cả. Mọi người hãy cổ vũ, hãy động viên cho nỗ lực của Hùng. Vâng, cầu trong sân rất khéo léo. Long Phèn đang tỏ ra khá mệt, trong khi Trung Võ vẫn đang có thể lực rất tốt. Có thể đánh giá là Trung Võ hiện tại đang có thể lực tốt hơn Long Phèn. Tuy nhiên ở set đấu này. Hello Thắng Voi, hello Trung Nghĩa. Ok, đây là giải Hà Nội mở rộng tranh cúp Lai Linh lần thứ 2, được tổ chức tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức. Mọi người nếu có thời gian, nếu ở gần, hãy sắp xếp thời gian đến xem và cổ vũ cho các vận động viên, cũng như sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Bây giờ Hùng sẽ ra cập nhật tỷ số tiếp, mọi người chờ một xíu nha. Hello anh Vương Ngọc Đến, một trong những vận động viên hàng đầu đến từ câu bộ Hà Trì, có những thành tích rất cao trong cầu lông phong trào đôi nam miền Bắc Hà Nội. Hello Nam Trần, hello Vũ Duy Cởi, hello LT Nong. Vâng, vẫn còn, vẫn rất dài. Rất khéo léo, những pha xử lý rất khéo léo của các vận động viên. Vâng, Hùng rõ ràng, theo quan sát của Hùng thì Long Phèn đã có những pha dứt điểm dọc biên rất khó chịu. Hello Cao Đào Hùng,
một pha xoa cầu rất nhẹ nhàng của Long Phàng, điểm số 1-0, điểm số đầu tiên lại thuộc về Long Phàng. Trung Vo cần thi đấu tập trung và quyết tâm hơn nếu anh muốn giành chiến thắng trước và động viên Long Phàng. Lại là một pha dứt điểm cực kỳ hiểm hóc, một pha dứt điểm thẳng vào người. Ok, chú Đức Mạnh, ok, cảm ơn chú Đức Mạnh. Hùng sẽ không xóa like chú này đâu. Mình mất công like rồi, mình tại sao mình phải xóa? Cảm ơn bạn đã có góp ý nhá. Hello Tuấn Đình. Hello Xuân Huy. Hello Thái Phương Bảo. Chào mừng các bạn đến với live stream của Hùng. Rất nhiều người xem, mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ live stream này đi. Hãy giúp Hùng chia sẻ live stream này lên chợ cầu lông đi. Trận đấu giữa Trung Võ của Hồ Chí Minh, anh đã phải di chuyển một quãng đường khá xa để ra Hà Nội đánh giải Hà Nội mở rộng này. Vâng, cảm giác rất tốt, cầu ngoài sân. Vâng, điểm số đầu tiên của Trung Võ. Tỷ số 1-3. Một pha xử lý cầu rất đáng tiếc của Long Phèn. Điểm rút ngắn xuống còn 2-3 cho Trung Võ. Ok, phía gần màn hình của chúng ta đây là vận động viên Trung Võ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Còn bên kia áo trắng là vận động viên Long Phèn nhé. Cảm ơn mọi người đã có những góp ý và những pha bay người rất nỗ lực. Vâng, rất khéo léo, rất khéo léo. Ok, Barack Obavu, ok, xin chào. Nhà thi đấu ở đâu? Ok, Nguyễn Thắng, nhà thi đấu Hoài Đức. Nhà thi đấu Hoài Đức, bạn hãy search Google Maps nhà thi đấu Hoài Đức. Hello Quang Nguyễn, mọi người hãy tiếp tục du chia sẻ live stream này lên chợ cầu lông đi. Một trận đấu hay như này mà có ít người xem thì rất là đáng tiếc. Điểm số 3 đều, Trung Võ phát cầu. Trung Võ đang tỏ ra rất tập trung, không giống như ở set đấu thứ nhất. Bởi vì nếu anh thua trong set đấu thứ hai này thì chắc chắn anh sẽ phải về thành phố Hồ Chí Minh. Điểm 4-3, Trung Võ đang tỏ ra xuất sắc trong những tình huống cầu vừa rồi. Hello Phạm Minh Chí, Trung Võ đã từng thi đấu với Tiến Minh và lên được điểm số 15 nha các bạn. Trung Võ là một trong những vận động viên cầu lông đơn nam hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, Long Phèn rất nhanh, cơ hội là không có cho Trung Võ trong tình huống cầu vừa rồi. Hello Đào Chính, hello Hiếu Trần, hello Hoàng Long. Hello Phạm Khắc Lộc, ok Phạm Khắc Lộc, thành phố Hồ Chí Minh đang cổ vũ cho Trung Võ. Rất nhiều các vật cổ động viên của thành phố Hồ Chí Minh, các fan của Trung Võ đang có những lời động viên gửi đến Trung Võ. Hy vọng Trung Võ có thể thi đấu tập trung và giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai này, để chúng ta có thể cùng chiêm ngưỡng trận đấu thứ ba, một trận đấu cân não nhất. Vâng, có vẻ Long Phèn đang tỏ ra yếu hơn về thể lực. Anh có những tình huống xử lý cầu không chính xác. Những tình huống xử lý cầu của anh không được tốt như set 1 nữa rồi. Gần đây theo mọi người, những anh em hay chơi cùng Long Phèn thì mọi người cho biết rằng dạo này Long Phèn rất lười tập luyện. Anh thường xuyên có những buổi nhậu. Bởi vậy mà trình độ và cũng như là phong độ của anh ngày càng đi xuống. Trước kia thì Long Phèn là vận động viên đơn nam số 1 của tỉnh Thái Nguyên. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì anh chỉ xếp khoảng thứ 2, thứ 3 thôi. Và gần đây Long Phèn cũng thua rất nhiều các giải đấu ở vòng ngoài trước những đối thủ mà anh đã từng áp đảo trước kia. Hello Hạnh Nguyễn ở đâu? Ok Hạnh Nguyễn, chào mừng các bạn đến với giải cầu lông Hà Nội mở rộng tranh cúp Lai Linh được tổ chức tại nhà thi đấu quận Hoài Đức. Quá khó chịu. Vâng, Trung Võ một trong những vận động viên cầu lông phong trào hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh, anh đang thi đấu rất xuất sắc trong set đấu thứ hai này. Điểm số đang là 6 đều. Vẫn còn, vâng, một nỗ lực quá hay, vỗ tay. Ngay sau tình huống lật cầu của Long Phèn, tưởng rằng trong tình huống vừa rồi Long Vũ của Trung Võ đã không thể xử lý được, tuy nhiên anh vẫn có thể cứu cầu qua lưới rất xuất sắc. Ok Quang Trường, 480 hay 720 được không anh? Đây là live stream, bởi vậy là mình không thể điều khiển được cái tốc độ, không thể điều khiển được cái chất lượng video bạn ơi.
một pha đập cầu rất mạnh của Long Phè. Điểm san bằng 7 đều rồi. Trận đấu thứ hai rất căng thẳng. Hello Kim Thu, cảm ơn các bạn đã có những lời khen gửi đến Hùng. Rất cảm ơn các bạn. Các bạn hãy giúp Hùng chia sẻ livestream này để Hùng có động lực để livestream những trận đấu hay và hấp dẫn tiếp theo đi. Hãy giúp Hùng chia sẻ livestream. Bạn được xem livestream không mất công, không mất sức gì, còn Hùng thì phải di chuyển một đoạn đường khá xa cũng như là mất khá tốn công sức để có thể gửi những trận đấu hay đến mọi người. Vì vậy mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ livestream này. Đó là lý do đủ lớn để mọi người có thể giúp Hùng, đúng không ạ? Hello Nguyễn Thành Ý, người xem rất lạ. Ok, cho Hùng gửi lời chào đến Nguyễn Thành Ý nha. Bạn có thể gửi lời chào đến Hùng để chúng ta có thể nói chuyện làm quen với nhau không? Cảm ơn anh Mạnh Phạm đã rất tích cực theo dõi, rất tích cực giúp em chia sẻ và comment. Rất tuyệt vời, em cảm ơn anh Mạnh Phạm rất nhiều. Liên tục là những pha hai nhịp từ các vận động viên. Một pha xử lý cầu không tốt, một pha thủ cầu không thực sự có cảm giác tốt của Trung Vo. Tỷ số lại là 8-7, Long Phèn lại vươn lên dẫn trước 9-7 rồi. Trung Vo cần tập trung hơn nếu anh không muốn về thành phố Hồ Chí Minh sớm. Hello Thanh Sơn. Ok, điểm đang 9-7 cho Long Phèn nha. Trong set đấu thứ nhất thì Long Phèn cũng dẫn với điểm số khá là sâu. Lại một pha dứt điểm ra ngoài. Lại là một pha dứt điểm ra ngoài sân, rất đáng tiếc. Hello Nguyễn Thành Ý, cảm ơn Nguyễn Thành Ý đã có lời chào. Hello Khanh Đăng. Ok, có vẻ là đang đánh cầu Lai Linh ấy ạ. Chắc là đánh cầu Lai Linh bởi vì giải Lai Linh mà. Hello Duyên Nguyễn, hello anh em. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều, hãy giúp Hùng chia sẻ livestream này đi. Hiện tại đang có 305 người xem rồi, Hùng muốn con số này nó tăng thêm nữa nào. Mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ livestream đi. Hello Tuấn Nguyễn, hello Lương Trung Dũng. Xin chào mốt nhé, ok cảm ơn. Hello Nguyễn Quốc Tuấn, toàn những người xem quen thuộc và những người xem rất lạ. Mọi người hay những người xem lạ hay cho Hùng cơ hội được làm quen với các bạn, hãy gửi lời chào gửi đến Hùng và sau livestream thì Hùng sẽ nhắn tin và làm quen với các bạn được không ạ? Sau livestream Hùng sẽ nhắn tin. Vâng, những nỗ lực rất hay của Long Phèn trong tình huống vừa rồi anh vẫn có thể chạm cầu. Điểm rút ngắn xuống còn 9-10 cho Trung Võ. 9-10 thì sao? Điểm rút ngắn xuống còn 9-10 cho Trung Võ. Hello, xin chào, cảm ơn bạn lời chào về đến Hùng. Hùng tin rằng nếu mà Trung Võ nỗ lực nhiều hơn, có lẽ trận đấu thứ hai này anh có thể giành chiến thắng đấy. Bởi vì trận đấu đang ở vạch xuất phát, điểm số đang là 10 đều nha các bạn. Hello Lê Đức Dương, hello Trương Tân. Trung Võ là một trong những vận động viên phong trào hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là Long Phèn cũng là một trong những vận động viên đơn nam hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên. Quá hay. Thực sự trận đấu này quá hay, Hùng cảm thấy rất vui khi mình đã livestream trận đấu này cho các bạn. Rồi, chiến thắng trong pha cầu đôi công vừa rồi thuộc về Long Phèn. Điểm 11-10. Trong set đấu thứ nhất thì Long Phèn đã thi đấu rất xuất sắc và phong độ để giành chiến thắng với tỷ số 21-15 trước Trung Võ. Và trong set đấu thứ hai này, Trung Võ đang có phong độ tốt hơn trước và đang nỗ lực nhiều hơn. Rồi, Vũ Văn Thiết là đồng đội của Trung Võ. Chính Vũ Văn Thiết là người đã mời Trung Võ ra tham gia giải cầu lông Hà Nội mở rộng này. Vũ Văn Thiết đến từ Squad Hùng Badminton Team, chính là team của Hùng. Tại giải đấu này, team của Hùng tham dự rất nhiều nội dung và cũng là những tay vợt tiềm năng, rất tiềm năng như Vũ Thiết, Ngọc Anh, Nguyễn Giang, Trung Võ, vân vân. Trưởng giới chiến nguyên 3 set 21 nhá. Hello Thảo Tây, giải Hà Nội mở rộng tranh cúp Lai Linh quy tụ những vận động viên cầu lông phong trào hàng đầu cũng như các vận động viên tuyển trẻ của đội tuyển quốc gia. Trước mặt các bạn đây đang là trận đấu vô kình cùng kịch tính giữa vận động viên Trung Võ, vận động viên hàng đầu của cầu lông phong trào thành phố Hồ Chí Minh, và Long Phèn, vận động viên cầu lông phong trào đơn nam hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên cũng như miền Bắc. Ở set đấu thứ nhất thì chiến thắng đã thuộc về Long Phèn. Trong set đấu thứ hai này đang diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính. Long Phèn đang dẫn trước với điểm số 11-10.
Hello Hồng Quân, hello Thụy Du, Thiết Quân Đội. Ok, không phải Thiết Quân Đội nhá, Thiết của Đại học Thành Đô thôi. Một trong những vận động viên đơn nam hàng đầu của cầu lông sinh viên Vũ Văn Thiết. Nếu các bạn chưa biết hãy tìm hiểu, hãy tìm nick Facebook Vũ Thiết để có thể kết bạn và làm quen. Một bạn sinh viên rất trẻ, tuy nhiên có những thành tích vô cùng xuất sắc trong những các giải đấu lớn của cầu lông miền Bắc này. Cái tên Vũ Thiết đã rất được nhiều người biết đến. Hello Nguyễn Trung Dũng, hello Hưng Thịnh, Trần Tú Mốc, hello Hưng Thịnh, hello Nguyễn Đức Hải, hello Vân Vi. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều, Hùng đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được nhiều người xem như thế này. Rất mong là các bạn có thể tiếp tục giúp Hùng chia sẻ livestream này đến nhiều người hơn. Hãy giúp Hùng chia sẻ lên dòng thời gian, hãy giúp Hùng chia sẻ lên chợ cầu lông đi các bạn. Hiện tại thì đang có gần 400 người xem rồi. Và Hùng mong muốn con số này sẽ tăng lên 400 và tăng lên con số 500 nào. Mọi người hãy cổ vũ cho vận động viên Trung Võ để chúng ta có thể theo dõi đến xét đấu thứ 3 đi. Hãy cổ vũ cho vận động viên Trung Võ giành chiến thắng trong xét đấu thứ 2 này để chúng ta có thể theo dõi xét đấu thứ 3. Xét đấu thứ 3 thì mới gọi là xứng tầm ngang cơ với nhau. Mà thua trong 2 xét thì rất đáng tiếc. Gắn thẻ Nguyễn Tùng Dương, vâng, cái mặt Nguyễn Tùng Dương vừa thò ra nó đã đòi gắn thẻ rồi. Hello Lương Trung Dũng, chính tỏ Nguyễn Tùng Dương là một nhân vật khá nổi tiếng. Anh vừa xuất hiện trên màn hình live stream thì đã được yêu cầu gắn thẻ rồi. Điểm số bao nhiêu rồi, ra xem cho anh đấy. 12-10. Ok, điểm số 12-10, vâng. Lại là một pha bắt lưới rất hay của Long Phèn. Khoảng cách đã là 3 điểm, 13-10 cho Long Phèn. Chúng ta cần thi đấu nỗ lực hơn, nỗ lực nhiều hơn nữa, tập trung nhiều hơn nữa. Các cổ động viên của thành phố Hồ Chí Minh đang cổ vũ rất nhiệt tình trong live stream. Vì vậy, nhiều người biết mà. Hello Thiện Quang, hello Lê Diệu Linh. Trung Võ là người đã từng thi đấu với vận động viên Nguyễn Tiến Minh. Rất nhanh, Long Vàng đang có một phong độ thi đấu thực sự xuất sắc. Thiện Quang, hello Thiện Quang, hello Lê Diệu Linh. Hello Trang HTT. Ok, Trang Hùng mong rằng những lời nói của Trang HTT là sai thì chúng ta có thể xem đến xét đấu thứ 3. Hello Long Quỳnh, hello Quang Hà, cố lên Trung ơi. Ok, Quang Hà có lời chúc gửi đến Trung, có rất nhiều người. Có rất nhiều người, mọi người hãy giúp Hùng tiếp tục chia sẻ live stream để cổ vũ cho vận động viên Trung Võ để chúng ta có thể kéo đến xét đấu thứ 3 nào. Vẫn rất hay thế nhỉ? Lòng phẹt non, đập thẳng vào người, cầu giữa đập thẳng vào người. Vẫn rất vật, vừa rồi là một tình huống cứu cầu rất nỗ lực của Long Phèn, tuy nhiên cầu không qua lưới mất rồi. Điểm rút ngắn xuống còn 12-14, khoảng cách chỉ là 2 điểm thôi. Trùng hot nhỉ. Hello chào Nguyễn Hoàng hot Tường, hello Thanh Sơn, hello Lacko, Lacto Hình, hello Lê Diệu Linh. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã có lời chào gửi đến Hùng. Hãy tiếp tục giúp Hùng chia sẻ livestream này lên chợ cầu lông đi mọi người ơi. Có nhiều động lực hơn. Dương lẻ mẹ mày ấy. Thanh Sơn có nhớ đến vận động viên Vũ Thiết không em ơi? Vũ Thiết. Hello Phạm Khắc Lộc. Hello Thế, hello Nguyễn Quang Hường. Nhiều người xem quá, vui quá. Hello Học Nguyễn. Học Nguyễn cũng là vận động viên đến từ Sport Hùng Badminton Team. Và anh đã vừa giành chiến thắng. Và chiều nay thì Vũ Văn Thiết và Nguyễn Học của Sport Hùng Badminton Team sẽ gặp nhau, tái hiện lại trận chung kết nội dung đơn nam giải cầu lông báo tuổi trẻ thủ đô ở nội dung phong trào. Hello Minh Phạm. Khê chú ý ạ. Vâng, một pha ve cầu ra ngoài nữa rồi, rất đáng tiếc. Hello Mê Linh, hello Nguyễn Quốc Nguyên. Hãy cố gắng lên Trung Võ, bởi vì trong nếu anh thua trong xếp đấu thứ 2 này thì anh sẽ phải rời giải đấu sớm. Và anh lại phải book vé máy bay về thành phố Hồ Chí Minh sớm. Bởi vậy cần tập trung nhiều hơn. Hùng biết rằng Trung Võ đang rất tập trung, Hùng biết rằng Trung Võ đang rất nỗ lực, tuy nhiên đối thủ của anh là Long Phèn, một vận động viên rất xứng tầm. Hay thế nhỉ? Ôi, lại là một pha cầu ngoài. Thế là chân kìa, Thanh Sơn kìa. Lại là một pha cầu ngoài, tiếc quá. Hello Nguyễn Đức Trọng, hello Hà Sang, hello Tuấn Trần. Sân số 4. Điểm bao nhiêu anh? Hưởng
Điểm 16-14, Long Phèn vẫn duy trì khoảng cách, dẫn trước 2 điểm. Đây là những phút thi đấu cuối cùng của set đấu thứ 2 rồi. Chúng Võ cần bung lụa, Chúng Võ cần tỏ ra lớn, tỏ ra xuất sắc hơn trong những tình huống cầu cuối cùng này. Vẫn còn, vẫn rất hay. Một trận đấu quá hay luôn mọi người ạ. Hãy tiếp tục giữ ủng hùng, chia sẻ live stream để nâng con số những người xem lên. Cú pha phong cầu ngoài của Chúng Võ. Hello Huy Gà. Ok, có vẻ Chúng Võ đang có tâm lý không được tốt và thoải mái cho lắm, bởi vì đối thủ Long Phèn của anh cũng quá dai dẳng, quá dai. Hello Hồng Nhi, hello Minh Phạm. Chó Nguyễn Tùng Dương hình như có đánh, chả biết là có đánh hay không đánh nữa. Chúng Võ đi đánh giải chả bảo gì mình. Mình đi đánh cho vui phải không? Cả team mình nó đi đánh giải hết ra sân gặp toàn người quen. Hay quá, hai vận động viên đều rất bình tĩnh, đều rất chính xác. Chiến thắng trong pha cầu đôi công này thuộc về ai đây? Liệu đường cầu này có kéo dài hơn 108 chạm so với trận đấu giữa Tiến Minh và Jorgensen không? Vâng, chiến thắng lại thuộc về Long Phèn rất xuất sắc. Điểm số 19-14, khoảng cách đã là 5 điểm rồi. Chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Chỉ còn 2 điểm nữa thôi, trận đấu này sẽ có thể kết thúc. Nếu Long Phèn giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai này, trong set đấu thứ hai này, thì anh sẽ khuất phục đối thủ trong set hai set đấu. Liệu những giây phút nghỉ ngơi này, những giây phút ra trao đổi chiến lược, hai vận động viên Vũ Thiết và Chúng Võ đang có những trao đổi với nhau. Khoảng cách là 2 điểm. À, vừa rồi thì có một bộ phim về huyền thoại cầu lông Lee Chong Wei mới được phát sóng. Trong một trận đấu giữa Lee Chong Wei và một vận động viên của Trung Quốc thì sau khi bị dẫn trước tỷ số 20-12, Lee Chong Wei đã giành chiến thắng ở giải toàn Anh. Đấy là trong phim nha mọi người. Nhưng tuy nhiên trong bộ phim đấy thì vận động viên Lee Chong Wei, nhân vật Lee Chong Wei của chúng ta, đã thi đấu rất nỗ lực và lội ngược dòng khi bị dẫn 20-12. Trận đấu chưa kết thúc, chưa được nói được điều gì. Hùng hy vọng là sẽ có những điều bất ngờ xảy ra để trận đấu này nó càng trở lên kịch tính và hấp dẫn hơn. Mọi người có đồng ý hay không? Hãy tiếp tục giúp Hùng chia sẻ live stream này lên chợ cầu lông được không mọi người ơi? Nhiều người nói rằng Chúng Võ có phong cách thi đấu rất giống Nguyễn Tiến Minh, kể cả động tác lẫn lối đánh. Pin thì không bằng để so bằng Tiến Minh được đúng không? Bảo em anh về Nha Trang đánh sân QFF với anh em mình thôi. Ok, điểm số bao nhiêu? 19 anh? 20 điểm số 19-14. 20-14, điểm số cuối cùng của trận đấu này rồi. Cũng là điểm số cuối cùng của set đấu thứ hai, cũng là điểm số cuối cùng của trận đấu này rồi. Thực sự Hùng đang rất cơ hội gần như là không còn, cơ hội gần như là không còn cho Chúng Võ. Điểm 15-20. Set đấu thứ hai, điểm 15-20, Chúng Võ vẫn đang nỗ lực. Tuy nhiên, cơ hội gần như là không còn cho anh. Điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra? Liệu điều kỳ diệu có thể xảy ra hay không? Rất khó, rất khó. Võ quay, lên. Hùng cứ tưởng rằng Chúng Võ có thể lực tốt hơn Long Phèn rất nhiều. Tuy nhiên, rõ ràng thể hiện trong set đấu này, trong trận đấu này thì hai vận động viên có thể lực ngang bằng nhau. Hello Lê Hoàng Bảo Sơn, điểm rút ngắn xuống còn 16-20. Liệu có 17-20, 18-20, 19-20 hay 20 đều không? Mọi người hãy thả tim cho Chúng Võ đi. Anh em cầu lông thành phố Hồ Chí Minh hãy thả tim cho Chúng Võ đi. Hãy tiếp tục chia sẻ live stream để ủng hộ Hùng. Các bạn sẽ còn được theo dõi những trận đấu hay không kém phần những trận đấu này cả. Các bạn sẽ tiếp tục được theo dõi. Mọi người hãy truyền động lực cho Hùng làm điều đó. 17-20. Vâng. Có những nỗ lực đang được thể hiện, quyết tâm đang được thể hiện, bản lĩnh đang được thể hiện.
tuy nhiên vẫn rất khó. 3 điểm nữa và 1 điểm nữa. 1 điểm nữa Long Phèn sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. 3 điểm nữa thì Trung Võ có thể dẫn hòa trong set đấu thứ hai này và bước sẽ đến set đấu thứ ba. Ok, cô Bê Hoàng cổ vũ cho Trung Võ đi. Hello Quang Tuấn Bùi, Trung Võ đang bị dẫn set đấu thứ hai với điểm số 20-17 rồi. Trong set đấu thứ nhất thì Trung Võ cũng thua rồi. Hello Xuân Thịnh Nguyễn, em chào anh Thịnh. Long Phạm cố lên anh dài. Ok. Cầu trong sân, điểm 18-20. 2 điểm nữa thôi. 2 điểm nữa thôi. Khó cho Trung Võ. Ok, nhưng Trung Võ đang rất cố gắng, đang rất nỗ lực. Anh vẫn chưa bỏ cuộc. Hùng đang thấy quyết tâm thực sự rất cao của Trung Võ. Anh em thành phố Hồ Chí Minh hãy tiếp tục cổ vũ cho Trung Võ, hãy tiếp tục thả tim đi, thả tim nhiệt tình vào. Liệu điều kỳ diệu có xảy ra? Điều kỳ diệu xảy ra nếu các bạn thả tim nhiều hơn. Trong hay ngoài? Trong sân. Trong sân 19-20. Trong sân 20-15 lên 19-20 rồi. Rất xuất sắc, 1 điểm nữa thôi. 1 điểm nữa thôi thì chắc chắn các cổ động viên, tất cả những người đang xem live stream hay các cổ động viên đang trên sân sẽ không thể kìm được cảm xúc của mình. Cố lên. Vâng, rõ ràng Trung Võ rất bình tĩnh nếu trong tình huống vừa rồi anh. Rất tiếc, rất đáng tiếc. Trời ơi, cố gắng như thế rồi. Điểm 21-19, trận đấu thứ hai kết thúc. Rất đáng tiếc cho vận động viên Trung Võ đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã phải rời giải đấu ở vòng đấu ngoài trước vận động viên Long Phèn đến từ Thái Nguyên. Chắc chắn sau trận đấu này, vận động viên Long Phèn, cái tên Long Phèn sẽ càng nổi tiếng, sẽ càng được nhiều người biết đến. Rất đáng tiếc, chia buồn với Trung Võ. Trung Võ đã phải bỏ công bay máy bay ra ngoài Hà Nội để đánh giải. Rất tiếc là anh đã phải rời giải đấu sớm. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và giúp Hùng chia sẻ live stream này. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì Hùng sẽ kết thúc live stream ở đây.